Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với SNEW, bản tin cập nhật tin tức nhanh nhất có trong ngày. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật tin tức mới nhất có trong hôm nay nhé. Được biết thì cao sa vàng là một loại dầu phổ biến tại Việt Nam. Nó có tác dụng là làm nóng, trị cảm cúm, trị nhức đầu, sổ mũi, cũng như là say tàu xe. Điều đặc biệt rằng giờ đây thì cao sa vàng đã có mặt tại Nhật Bản và Hàn Quốc với một giá cao ngất ngưỡng từ 250.000 đồng đến 1 triệu rưỡi. Sau khi được Nga tin tưởng sử dụng thì cao sa vàng hiện đã được xuất hiện trên rất nhiều thị trường khó tính trên thế giới đón nhận. Sau màn ra mắt ấn tượng tại Nga với hàng triệu hộp được xuất khẩu, thì lọ cao thần thánh này tiếp tục khiến người tiêu dùng tại Hàn Quốc và Nhật Bản mê mẩn. Trên kênh thương mại điện tử Amazon Nhật Bản thì giá của một hộp cao sa vàng nhập khẩu từ Việt Nam có giá là 1.100 yên, tương đương là 250.000 tiền Việt. Bên cạnh đó thì trên trang mua sắm trực tuyến nổi tiếng Coupang của Hàn Quốc thì sức nóng của lọ cao này tăng một cách chóng mặt. Một hộp cao sa vàng 9g được bán với giá là 29.530 won, tương đương là 600.000 tiền Việt. Và một hộp 10g có giá là 71.900 won, tương đương là 1 triệu rưỡi. Trên trang Amazon Nhật Bản thì lọ cao này được đánh giá là 5 sao và được khen ngợi rất nhiều. Tuy nhiên thì có thể do là bao bì đóng gói khác lạ nên với nhiều bạn bè quốc tế, việc mở lọ cao này để sử dụng là không hề đơn giản. Thậm chí thì có nhiều người kiến nghị với nhà sản xuất làm video hướng dẫn cách mở cao sa vàng. Nhìn chung thì việc sản phẩm cao sa vàng chinh phục được nhiều thị trường khó tính chính là cách quảng bá hình ảnh đất nước hiệu quả nhất đến với các bạn bè quốc tế. Mong rằng trong tương lai thì chúng ta có thể nhìn thấy nhiều hình ảnh hơn về sản phẩm Made in Việt Nam trên bản đồ của thế giới. Và tụi mình là SNEW, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Và mọi người đừng quên là hiện tại SNEW chúng mình đã có mặt trên nền tảng của TikTok. Nếu mọi người quan tâm thì cũng đừng quên follow chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.